Ồ, chào bạn nha. Em ta sẽ chơi cái skin mới của con lôi chấn tử nha bạn. Lôi chấn tử hủy diệt. Xét ghê vậy. Sao trên fan máy để tịch diệt ta, mà sao trong game lại để hủy diệt? Khá là ngầu. 86 kim cương nha. Này em giá rồi. Bét này mà nếu bạn nào chơi lâu thì nó quá quen thuộc à. Một thời con lôi chấn tử này rất là mạnh luôn. Skin nó thì cộng kỹ năng 3 thêm 0,5 km giờ nha. Thời gian duy trì thêm 1,5 giây. Skin bố thêm xíu á. Và con lôi chấn tử này nó có cơ duyên mới nha bạn. Nó cơ duyên với con tham lang nè. Bố thêm 1,2 km giờ nữa. Cơ duyên này hình như mới có sao. Bây giờ là nếu mà bạn có cơ duyên đồ thêm skin này nữa là con bé này nó hỗ trợ tới 7,2 cái bách giờ nha bạn. Ngày trước vào chỉ được 5,5 thôi mà có skin cơ duyên nữa bây giờ bay lên 7,2 á, 7,2 và cái thời gian tác động của nó bây giờ là lên 10 giây nha, nhờ cái skin nó boost á, ngày trước là 8,5 giây. Skin này cái tia bét nhìn kiểu ta mẹ biết phần ấy cũ đấy. Bốn lần dùng này cho nhé bạn, mẹ chấm mấy thì vào xe đúc chắc nó còn được 6 chấm mấy á, nhìn 6 chấm mấy là nó quá nhiều à. Bút tặng 10 giây nữa mà các bạn. Này thì chạy map nào cũng được, nào cũng ok. Chiên của nó thì nó như con mặt tà mà chạy những cái map mà dài á, dài mà đường trường á, như những cái map mà ngắn ngắn hay là những cái map B thì nó sẽ có những con bét hiệu quả hơn. Mà những con bét kiểu này thì được một cái là nó chạy map nào cũng được. Này không biết ai xuống chỗ nào hết. Tại toàn là chuyển hướng ngoài, không có cái đoạn của chữ U. Có được cái khúc này này. Mà chỗ này sao bắn ICO. Ủa rồi đuổi theo các bạn ạ. Nhìn lại là yếu á. Các bạn đua mà kiểu như là hạn chế nhìn vào phía sau đi. Nhìn phía sau mà kiểu như có đứa nào gần mình là tự nhiên mình đua không được tốt và dễ bị lỗi lắm. Tập trung vào đường đua thôi. Bet này mà kiểu như bạn nào mà chơi lâu là quay là free á. Mà thấy nhiều bạn quay bet này tức pin quay free ra quá trời. Và giờ nó cũng đang cho săn lại nữa các bạn. Thường thường bán bet nó cho săn lại chỗ này á, quay dễ ra lắm. Nó không như ngày trước quay 2-3 nghìn, nghĩa là quay nếu mà giờ quay cũng tầm 1 nghìn ra. Skin bá đạo này mình tăng tốc là nó có cái răng cưa ra các bạn.
Đẹp phải nồi, lâu lại chạy đây cũng khá đẹp. Bếp này phải chạy móc này nè, nguy hộp. Nhìn chung thì bếp này cũng là kiểu như bếp cũ rồi. So với hiện tại thì con mặt tà nó phải nói là mạnh hơn nhiều. Anh nào không có mặt tà thì xài nửa con này thôi. Chạy cái map kiểu như này nè. Cái này không lại mặt tà được, mặt tà lực lắm. Mặt tà nó có sức mạnh mini boost nữa. Cái mạnh mini boost nó giúp đẩy tốc nữa, con này chỉ được cái phần tốc độ thôi. Skin này mình nghĩ là bạn nào thích thì mua thôi. Chứ mà mình cũng không khuyên các bạn nên phải là mua cái skin này. Nó bút có xíu à. Quan trọng là cơ duyên của con Tham Lang đó. Nó bút được một trăm mấy km. Để kim cương sau này mặt tà ra lại sang trước hơn. Mình chạy mà cái răng cưa nó không xếp vô luôn. Cứ tăng tốc liên tục nó đâu xếp vô kịp đâu. Xếp vô lại tăng tốc tiếp. Bá đạo này nhiều lúc nó lên skill liên tục đó, bá lắm. Con này chạy nói chung là phụ thuộc vào skill nhiều, nó lên skill nhiều là nó đẩy tốc ghê lắm, tốc độ cũng được. Cái con này cũng có đổi hướng mạnh. Kéo mì chồi. Cái ICO nó bắn lực ghê ta. Giờ các bạn có con xe sweep bát đó, kiểu như con này nè, mà đổi hướng với tốc độ con sweep bát nó mạnh hơn này cũ rồi. Có Tham Lang tích này cho mệt nghỉ. Nó này khúc đầu phải có xe hồi đi cho hoặc bét hồi đi cho kìa. Hơi cực lắm. Bị tông nó là chỉ có to. Bằng ECO ngay khúc đó cho mình như mình cũng dễ. Cái khúc cuối đó, ECO nó dễ lỗi. Tiêu bét nó chồng lên cái tiêu bô luôn. Tiêu gì mà nó tác động thêm xíu là kéo ngon à. Ok thì clip đến đây thôi nha. Các bạn xem clip thứ hai thì đừng quên nhấn like ủng hộ mình nhé các bạn.
Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký cho mình nha. Thì các bạn nha, hẹn gặp các bạn trong những clip hôm sau nha. Bye bye. Oh,